còn đang gầy giống cho nhiều lên nữa. Bỏ mang nhám con bò à. Không chứ. Bỏ hết trơn à. Chết chục bỏ luôn hả? Và lên truyền hình nữa đó. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến gặp một cái anh này rất là lạ nha mọi người. Ảnh chơi cái bộ đồ này, bộ đồ rần ri cho tất cả mọi người xem nha. Mà anh biết tôi không hả? Rồi, biết đâu. Chơi luôn. Nay không đi làm hả anh mà? Anh Man, nay không đi làm hả? Có đi làm. Hả? Sáng phải không? Sáng lên ngày không gặp. Xuống, sao không có mua mồi cho anh trời? Sao anh làm gì? Rượu gì á? Cái tựa gì nè, rượu gì nè? Rượu... Hồng Loan. Hồng Loan á. Sáng giờ làm mấy chai rồi anh? Sáng giờ cũng làm vài chai rồi á. Trời ơi, sáng giờ làm vài chai hả? Mấy chai? Vài chai là mấy chai? Vài chai là một hai chai đó. Một chai, đăng ca gì trời. Cảm ơn nhiều nghe. Nhiều mình vui quá, nghệ sĩ á. Hỏi thăm chút xíu rồi. Hỏi thăm chút xíu rồi. Anh biết ca hả? Có một đứa cháu mình quá rất là vui luôn á, là tên Samen á. Samen nó rất là vui lắm á. Samen ca hay gì? Phải. Đúng. Biết Samen là biết Isa phải không? Phải. Isa. Anh Man biết mà. Phải. Và có cháu thì vui lắm, đi khắp nơi hết trơn. Xe kìa. Làm tiếng gì thôi. Sáng giờ là về chơi hả? Phải. Xích vô anh Thanh xe. Hồi nãy em có đi vòng qua nhà anh đi ra cái sân banh không gặp anh? Phải. Đi đâu anh làm anh? Đúng, đi làm. Buổi chủ nhật á. Làm gì? Giữ lại. Làm gì anh? Xây dựng các nhà gì á. Anh Long là thợ hồ hay là làm? Có những việc làm lúa động nè. Làm muốn gì làm đấy đó. Phải, đúng. Rồi anh nuôi bò nhiều không? Cũng... còn đang gầy giống cho nhiều lên nữa. Ủa mà nhám con bò à. Rồi anh mà anh sao không bò. sao không anh không nuôi bò mà anh không bán anh bà anh? Để có. Để cho có ha. Cho có gì ta. Để có và thế giới á, miền Nam và thế giới và Việt Nam đây nè. Dạ. Có. Rồi, sáng giờ có ăn gì chưa anh? Phải nuôi chơi có. Sáng giờ ăn uống gì chưa? Cũng có dùm chút đỉnh. Cứ uống thôi mà. Ủa nó chai chắc 10 ngàn không? Không, có mấy ngàn nè. Sáng giờ có đi làm chỗ nào chưa? Buổi chủ nhật dự lại nghỉ một ngày. À vô, vậy là bữa nay chủ nhật mình sẽ xả hơi ha. Phải, đúng. Thì trưởng á, có trưởng, nó nghỉ một ngày. À, bữa thứ hai nó mới vô vào việc làm. Anh Man biết hát không? Làm bài cho tụi em nghe coi. Căn bài coi. Đâu hình như là biết anh biết gõ trống á, anh biết gõ nhạc hay lắm. Làm tiếng gì đó anh bạn mình đây. Rồi chơi luôn. Bạn và âm nhạc phải không? Dạ. Có dạ. Một đứa cháu hay lắm. Nó chơi âm nhạc Samen á. Mà anh Man bây giờ anh Man biết không? Bây giờ anh Man làm thử khúc cho em nghe coi. Ca thử luôn lắm. Vui quá. Anh trên bên hông bên ngoại á. Anh Man làm tiếng gì à? Anh Man có cái biệt tài là gõ Xem cái tay á, gõ cái không anh Man á, có cái biệt tài gõ tay khi mà anh Man ngồi nghe, ngồi uống cà phê đó gõ đó. Muốn á. Cement nó hát ca và bên hông bên ngoại hay lắm. Khắp nơi gì á. Và lên truyền hình nữa đó. Anh Man có vợ chưa? Cũng có rồi mà hơi lạc thu quá vậy. Vui quá đó. Tức là vợ vợ còn sống với ở chung với anh không? Chắc cũng như không có. Có cũng như không. Phải có như còn như có cũng như không nha. Tình là tình như không mà có như không chứ. Phải. Biết bài đó không? Biết bài đó. Phải rồi, nhớ rồi. Rồi thương quá ha. Đó.
bên xe men nó cũng vui lắm nha. Rồi cảm ơn bạn mình. Ngồi chơi đi anh Man, cứ ngồi chơi đi đẹp duyên nhau anh em nha. Mai cứ ngồi chơi đi, ở đây nó mát, nói chuyện chơi xíu, chút nữa nhậu, chút nữa chơi, muốn chơi với Thanh Kiều. Rồi cảm ơn có đứa cháu rồi xe men đó, vui thế giới miền Nam và ok đó. Cảm ơn anh nha. Mắt già đằng mình phỏng vấn mắt. Chú cho hỏi nhà có mắt già ở đâu chứ? Mắt đi giác chú Măng á. Dạ, ổng không có cái người anh em mà. Con mắt là anh của ông Măng đúng không? Đi đường này ra rồi, đi đường nào vậy đó? Đi đường này đi. Đi ngoài sao động vô chắc được. Cái chú cho hỏi cái ông này, ông cái gì, ông Man, anh Man đó, ảnh đeo mắt kiếng mà ảnh hay đi ngoài đường ngoài đó là ảnh đó, nhà mới đó, đó. Dạ, ổng bị gì chú? Thì nó cũng giả khùng giả điên đó, biết đó. Giả hay là thiệt á? Chắc bị bệnh thiệt. Ông bị thiệt cái gì, thấy cũng lâu lắm rồi. Thì nó vậy đó, con năm suốt tháng nó vậy đó, nó nuôi luôn 8-9 con bò. Dạ, ông bị gì? Nuôi bò hả? Ông nuôi bò mà nghe nói hình như là không có bán đúng không chú? Không có bán. Ủa sao kỳ vậy ta? Chết nhiều, chết cho không bán. Mà chết là bằng thịt ăn, chết bằng thịt ăn chứ không bán đó. Phải không, không chú? Bỏ trơn à. Chết chú bỏ luôn hả? Ừ, nhưng mà có cái còn ngắt ngư đó, nó mặn. Rồi, còn ngắt ngư thì mặn ăn ha. Dạ. Mặn thì cho hàng xóm. Nó cho dạng như ở trong cái thân tộc đồ á. Dạ. Thấy nuôi bò nhiều quá mà sao không thấy bán. Anh Man này lúc trước là nghe nói hình như là anh có vợ mà anh chưa bị cái này phải không anh? Đúng rồi, ba đời thôi mẹ hết. Mà lúc trước là ông đâu có bị cái tình trạng này đâu phải không chú? Man này hả? Man đi ngoài đường nè. Man này nó có vợ rồi mà cũng có con nữa rồi. Có con luôn hả? Là anh có con luôn. Cũng cứ lã gì rồi nữa mà nó không có đếm xỉa gì tới chứ. Ở với vợ mà nó cứ đòi giết hoài vợ thôi luôn. Thấy anh cũng đi ngoài đường mà nó cũng lâu rồi. Hồi nãy đi cho đi bộ đầu cho đất rồi về rồi nó ngồi ở bên nhậu á. Đầu cầu bến á. Ngồi mà chắc có vụ rồi. Cũng ca hát chắc ngày nào cũng nhậu chứ ngày nào cũng uống. Ca hát mình một. Mà uống cũng mình một à, lại quán ngồi uống cũng mình một à, không chơi với ai chứ. Cảm ơn nghe chú. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người ra xem cái đàn bò của anh Man là nuôi không có bán nha mọi người. Em luôn rồi. Thôi chúng ta gặp anh Man nè. Các bạn thấy từ xa không các bạn? Thấy anh Man không? Ôi anh Man. Ủa gặp nữa trời. Gặp ngoài trời. Đi đâu ngoài này hả? Đâu đây vậy? Hôm nay mình đi quay anh Man nữa nha các bạn. Trời đất ơi, gặp nữa. Ủa đâu ra đây anh Man? Cái đàn bò của anh đó anh Man. Trời đất ơi. Ở đây là nguyên đàn bò đây là của anh Man không hả? Phải. 5-6. Trời đất ơi. 7-8. 8 con bò. 8 con bò luôn hả? 8 con bò. Đúng. Trời ơi. Đó hai con bò đó nữa kìa. Nghe nói anh nuôi bò này đâu có cần cắt cỏ phải không? Phải. Có. Có cắt cỏ không? Không. Đâu cần cắt cỏ thì phải. Cỏ đây. Đúng. Rồi đây các bạn, anh Man nuôi bò ở thảo nguyên cái sân banh vậy đó thì không có cắt cỏ. Đúng rượu không hay là mình đúng không ạ? Tự cắt chú bò đi kiếm ăn luôn nha các bạn. Vui lắm á. Thì cái điều đặc biệt ở đây á là anh Man nuôi không bao giờ bán nha các bạn. Khi mà nó bò mà nó ngắt ngư gì đó thì anh Man sẽ mằn thịt cho cái thân tộc ăn, chứ không bán nha các bạn. Để cho tất cả mọi người coi.
này. Chân để có bạn ơi. Đây để mình đếm coi. À, từ ở xa đó đó là 2 con. Ở đây là 3 con. Ở đằng đó là 4 con. 5. Đây 6. Ở đây 7. Đằng đó 8. Ồ bò cũng bự bự không nghe các bạn. Đó thì hai con đằng đó là 2 con bò nhỏ nghe các bạn. 2 con bò nhỏ mới lớn đó. Thì tự nó sinh sôi ở tự nó sống tự nó ăn uống ở đây luôn. Đàn bò của anh Man này các bạn. Hôm nay nãy giờ mình cũng lù theo chân của anh Man ra tới ngoài đồng luôn. Vui mà, đúng không? Phải vui lắm. Vui lắm à. Vui. Anh Man vui tánh lắm. Phải vui. À. Anh Man biết hát không? Anh Man bây giờ mình kiếm cái gì để cho anh Man chỗ tài cái nghệ thuật của anh Man. Anh Man ca hay lắm. Với anh Man gõ trống hay lắm. Ông có Semen mình đó. Semen. Bây giờ mình mượn thử cái nón anh Man gõ tài được không? Anh em thương lắm. Có. Anh Man. Anh Man gõ trống không? Dạ. Giờ để thử cái nón anh Man gõ bò thử được không anh Man? Không có biết. Không biết. Anh em nhớ là anh Man cầm lúc mà anh Man uống ly cà phê đó anh Man tập á. Tập cho anh Man á hả? Thì bây giờ anh Man thử một cái tài nhẹ coi. Nè có cái nón nè. Semen nó hay nè, lắm. Anh Man. À. Nè thử cái coi. Mình thử coi. Rõ nhẹ. Không bây giờ hình như là ca. Trời ơi cũng mấy chú bò lại kìa. Hay quá. Lên mạng và truyền hình luôn á. Lên mạng truyền hình luôn. Rồi semen á. Semen. Rồi. Để cháu mình chú hơi vui quá làm tiếng à. Để chữ ấy làm tiếng chứ à. Làm thinh mà bây giờ mà phải không anh Man có âm nhạc vô anh Man gõ hay lắm mà bây giờ tiếc rồi bây giờ ở đây không có âm nhạc quá à. Đi đâu hả à? Đi lỡ bò kia hả không anh Man gỡ dây đặng vô cho nó mát ha dặn cho mát ha anh đó dạ và lên báo quá trời luôn thế giới anh Man nổi tiếng à. phải nhiều lắm giờ cũng còn á và thế giới khác nữa. Con bò này bao lâu rồi anh Man? Bò này cũng mười mấy 20 tuổi à. Mười mấy 20 tuổi là tính ra là mười mấy 20 năm. Phải 20 năm đúng. Lớn tuổi rồi. Giờ bây giờ là mình dời nó qua bên mát anh Man. Phải. Dời nó qua bên mát phải không? Dời vô mát và vô bờ á. Rồi. Cho chúng cho tụi nó mát mẻ ha. Phải. Anh đang dắt bò. Đây tất cả mọi người. Đây là anh Man người chăm nha các bạn. Anh Man đang dẫn cái đàn bò nuôi mà không bán của anh Man đi qua cái chỗ bóng mát cho chúng nghỉ ngơi nha các bạn. Thì các bạn nhìn kỹ đi cái thời nếu mà cái thời nắng nôi này thì làm gì mà có cỏ để cho ăn. Thì anh Man nuôi là không bao giờ cho ăn thì anh Man thả xung quanh vậy đó là tự chúng đi tìm thức ăn, tìm cỏ. Thì anh Man mới đầu thì nuôi ít mà bây giờ thì nó sinh sôi, nó đẻ ra thì cũng được tính ra là bò nhỏ với bò lớn là 8 con nha mọi người. Đây. Bây giờ anh Man ảnh đi rồi các bạn ơi. Giờ hồi nãy giờ thì cũng tiếp xúc và nói chuyện trò chuyện với anh Man một phần nào đó rồi. Thì ảnh nghỉ tiếp xúc với mình này.